Vâng, em xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại kênh bán MacBook của em Duy hôm nay mọi người nhé. Thì bên em là chuyên bán các dòng máy MacBook giá rẻ từ 6 triệu đến 13, 14 triệu mọi người nhé. Đó, chuyên các dòng máy MacBook từ 2015 đổ đến 2019, 20 mọi người nhé. Thì đây hôm nay đây em lại tiếp tục lên cho mọi người một mẫu MacBook Pro 2015 mọi người này. Bản rất là ok luôn mọi người nhé. Con máy này thì cân nặng chỉ tầm cỡ độ 1,5 cân cho mọi người thôi. Máy thì là rất là có hồi nhất là mạnh hơn cho mọi người có thể làm đồ họa hay là chỉnh sửa Photoshop, học tập thì quá ok thoải mái mọi người nhé. Lướt web thì cực kỳ mượt mà luôn mọi người này. Đó, đây mọi người này, nhìn này, nói chung là máy là tương đối là đẹp mọi người nhé. Có phẩy nhẹ một chút thôi, máy cũ mà mọi người thông cảm giúp em cái tình trạng là máy thì nhiều khi nó cũng phẩy nhẹ một chút thôi. Thì giá con này nó sẽ rẻ hơn các con bình thường một chút, ví dụ những con có những con đẹp keng mọi người ạ. Thì giá nó lại đắt hơn một vài trăm thôi. Đó, con này thì là đây mọi người này, nhìn này. Nói chung là nó cũng rất là đẹp. Một số cái mọi người nhìn thấy đen đen thì nó là bẩn đấy mọi người nhá. Đó. Cấu hình của con này thì rất là mạnh mọi người nhá. Mặt sau đây mọi người này. Đó. Ốc ác, máy thì bao zin thôi mọi người nhá. Đây mà model A1502 mọi người nhá, series là C20R6222 nhé, FVH6 nhé. Đó, series của máy đấy mọi người ạ. Có thể check nhé, web thoải mái thì sửa chữa của nó mọi người nhé. Máy thì là máy bản Nhật mọi người nhé. Đó, máy này rất là đẹp luôn. Đây, mở một tay đây mọi người nhé. Mặt bên trong đây mọi người này. Đó, đây là mấy cái trắng trắng này là bẩn thôi, em lau một cái là sạch ngay. Phím thì là bà dòng 2015 này là loại dòng quá bền mọi người nhé, quá bền luôn. Riêng các đời 2016, 17, 18 thì không thể bền được bằng 2015 được đâu mọi người nhé. Nên mọi người nếu mà lấy thì là dòng tiền mọi người bình thường thì lấy cho em con này thực sự là quá ok rồi. 2015 thì pin nó cũng quá ok nhá. Mà phím viết rồi là máy thì đầy đủ các cổng kết nối này mọi người này, đầy đủ các cổng kết nối từ cổng Type-C này. À không, cổng Type-C thì không có mọi người nhé. Cổng USB, cổng sạc và cổng HDMI đầy đủ cho mọi người nhé. Phím thì phím nồi bấm cực kỳ thích luôn mọi người nhé. Đấy, phím thì đang rất là đẹp luôn, chưa hề bị bóng phím, bị mờ chữ gì đâu mọi người nhé. Đó, một con máy mà cực kỳ đẹp luôn mọi người này. Thấy không, viền này nó bẩn này, lau cái là hết này. Đây mọi người nhé, một em máy tới 2015 nhưng mà còn rất là mới, rất là ok. Đây, em sẽ đi vào qua giới thiệu về máy nhá. Đó, đang chạy MacBook OS Catania mọi người nhá. Bộ xử lý của nó là 2.7 GHz mọi người nhá, quá là mạnh luôn. Riêng bộ xử lý 2.7 thì thực sự quá ok rồi. Đó, màn hình là màn hình Retina 13 inch năm 2015 mọi người này. Bộ nhớ RAM của con này là 16GB mọi người nhá, bộ nhớ RAM 16GB. Thực sự con này là quá là hot luôn mọi người ơi. Riêng chạy cực kỳ mượt mà thôi mọi người nhé. Đồ họa Intel là Graphics 1536 mọi người nhé. Đây số series của nó đây, nãy em đọc rồi. Ổ lưu trữ là 256 mọi người nhé. Đó 256 đang còn chống 220GB này mọi người này. Nói chung là cũng đủ dùng mọi người. Dùng tầm này là quá ok rồi. Mọi người lưu cái gì thì cũng chỉ tầm 200GB đổ lại là thực sự là quá hợp lý, quá ok rồi. Nguồn điện đây mọi người này. Đó vẫn còn là mới chu kỳ sạc có 254 lần thôi mọi người nhé. Tình trạng sạc pin là bình thường này mọi người này. Đó, như này dùng vẫn thoải mái trên 4 tiếng giúp em nhé. Máy thì thực sự là quá là đẹp rồi. Không có màn thì trắng nguyên mọi người nhé. Đây mọi người em sẽ test màn cho mọi người luôn. Đó, test màn đây mọi người, test màu luôn cho mọi người nhé. Màu trắng này. Đây mọi người nhìn nhé, trắng nguyên không hề có điểm chấm điểm chết nào, điểm ảnh nào chết ảnh mọi người nhé, không hề bị ám ố new icon gì đâu mọi người nhé. Đó, nếu mọi người mà có new icon thì mọi người nhìn mọi người sẽ thấy ngay, em đổi màu cho mọi người dễ nhìn nhé. Đây mọi người này, đó màu xanh này không hề có điểm chết nào luôn mọi người ơi. Riêng cái màn MacBook của nó rất là đắt nên là em rất quan trọng cái màn này. Ví dụ mà mọi người mà muốn lấy một con máy ám màn chẳng hạn thì nó sẽ rẻ được tầm 30-40% mọi người nhé. Nhưng mà mọi người muốn một con tương tự như con của em này, nó rẻ hơn được tầm có độ 2 triệu mà nó bị ám màn thì mọi người đã coi như là lỗ rồi. Tại vì cái màn của nó mọi người thay nó là quá là đắt rồi.
mà nó con này như cái màn của này thì ít nó phải tầm 4 triệu rồi mọi người nhá. Đó, máy thì cực kỳ là đẹp luôn. Camera rất là sắc nét mọi người nhá. Camera một này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đây, đó. FaceTime kiểu thoải mái mọi người nhá. Em mới chưa đăng nhập iCloud mọi người nhá. Rồi em sẽ đi vào luôn YouTube cho mọi người xem nhá. Máy thực sự rất là mượt. YouTube nó phát vào luôn. Đấy, mọi người thấy không? Rất là mượt luôn. Nó có khi còn mượt hơn 2016 2017 mọi người nhá. Em sẽ phải tìm một cái gì để nó không bị đánh bản quyền đấy, mọi người. Riêng chứ không bị đánh bản quyền là rất là mệt. Rồi mọi người ơi, xem luôn cái này nhá. Đó, rất là nét, mọi người đang nhìn xem màn hình hiển thị cực kỳ là đẹp luôn. Riêng về MacBook mà để về phân màn hình với lại loa thì là không, các máy tính khác không thể bằng đâu mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không, hiển thị rất là đẹp mà cực kỳ mượt mà luôn mọi người nhá. Riêng dòng 2017 15 16 GB này mọi người này, quá là mượt luôn. Bấm phát là ăn luôn mọi người này. Đó. Dù cực kỳ thích luôn mọi người nhá. Đó, thì mọi người thấy bên em sẽ bao test cho mọi người 7 ngày nhé mọi người nhé. Nếu mọi người ở xa thì là sẽ được bao test 7 ngày và một tháng, nên mọi người cứ yên tâm mua máy mọi người nhé. Máy thì em quay video rất là rõ rồi, từng điểm điểm mà chết của máy thì em đã nói hết rồi đó. Nếu mọi người mà quan tâm thì là mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số Zalo là 0982 885 801 mọi người nhé. Mọi người cứ nhắn tin cho em thì là em sẽ gửi cho mọi người video và hình ảnh máy đầy đủ các góc cạnh cho mọi người tham khảo mọi người nhé. Máy thì là đương nhiên là nói đúng với cấu hình của máy rồi, đúng với tình trạng của máy rồi. Đó, thì sẽ được bảo hành bao test 7 ngày cho mọi người, bảo hành 1 tháng, nên mọi người cứ yên tâm nhé. Bên em thì làm có kênh uy tín đây, mọi người cứ tham khảo nhé. Em thì bán rất nhiều máy rồi nên mọi người đừng không có lo cái vấn đề mà xa hay là gì cả. Tại vì xa thì em gửi hàng thì tầm 2 đến 4 ngày thôi. Đó, máy thì là sẵn rồi, không phải chờ lâu, chứ mọi người mua nhiều nơi phải chờ tầm chục ngày, hơn chục ngày mới có máy. Đó, nên mọi người cứ yên tâm nhá. Rồi em xin chào cả nhà.